Shop Trần Đạt xin kính chào tất cả quý anh em nha. Hôm nay giới thiệu anh em cái thùng xăng của Rim Thái ha. Cái thùng này thì còn hình thức khá là ok. Rim Thái nha, Rim Thái này có mã này. Đấy, đời 99 này. Đấy. Rồi, đây là thùng xăng Rim Thái nha, nước sơn nguyên bản nha anh em. Đó, nước sơn nguyên bản thùng xăng Rim Thái, bữa giờ anh em nào cần thì liên hệ với mình nha. Nè, cái đít thùng xăng rất là đẹp luôn, phần phần phía dưới là cực đẹp luôn. Đó. Ha, phía trên thì cũng đẹp, có bong sơn chỗ này thôi. Còn lại là các chỗ này là còn đẹp hết này, sơn còn rất là bóng nha. Thì anh em nào chúng ta có nhu cầu mua thùng xăng này thì liên hệ mình nha, giá của nó là 600 ngàn nha, có bớt cho anh em luôn. Thì anh em nào chúng ta có nhu cầu liên hệ với shop của Đạt nha. Đó, thùng xăng này đúng thùng xăng Rim Thái nha anh em, đúng thùng xăng Rim Thái đầy đủ. Cái này là báo xăng zin luôn nè, đó báo xăng zin luôn ha, xăng zin luôn, thùng có mã đây, đúng Rim Thái nha. Phía phía dưới là cực đẹp luôn nha, phía dưới cực đẹp không có vết chảy luôn, đó rất rất là đẹp luôn. Thì anh em nào chúng ta có nhu cầu liên hệ với mình nha, giá là 600 ngàn, có bớt cho anh em luôn. Thì anh em nào chúng ta có nhu cầu liên hệ với mình nha, cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Đấy, có một thùng duy nhất nha, cho nên anh em nào có nhu cầu thì tranh thủ nha. Đó, này bán thùng xăng lẻ cho Rim của Rim Thái luôn, cho anh em là bữa mua hụt thì hôm nay chúng ta liên hệ để mua nha, cảm ơn quý anh em rất là nhiều.